Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón Mr. V. Cô đang tạo được ấn tượng tại cuộc thi Đại sứ Hoa Kỳ. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Phương Điền, vào trong cái thức chị, bởi vì mọi người biết sao bị kẹt em ạ. Đi. Xin được chào đón MC Thanh Anh Huyền. Chào đón diễn viên Lâm Trí. Xin được chào đón chị Bích Ngọc và anh Hồ Quang Trọng. Xin được chào đón Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Xin được chào đón MC Thanh Anh Huyền. Xin được chào đón diễn viên Lâm Trí. Ai hoàng cái đầu tôi vậy? Xin được chào đón diễn viên điện ảnh Công Hậu. Rồi vô nha. Xin được chào đón chị Bích Ngọc và anh Hồ Quang Trọng. Ba người. Nga. Thank you.
Sáng nhất trên đại lộ giao động lúc này đó chính là nhà sản xuất Amani Raza cùng với nghệ sĩ Việt Hương. Và chúng ta hãy cùng dành cho những nhân vật được mong đợi cho buổi tối đêm nay một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Và chúng tôi cũng sẽ được mời nghệ sĩ Việt Hương, sẽ được mời nhà sản xuất Amani Raza sẽ chụp ảnh ngay tại vị trí ngôi sao có tên của hai nhân vật này. Chị Việt Hương, rất cảm ơn nhà sản xuất Amani Raza đã cùng mang đến một bộ phim rất được mong đợi cho điện ảnh Việt cũng như là tất cả quý vị khán giả yêu phim Việt. Chị thôi, ok. Xin được chào đón các nam hoàng hậu Việt.